Đây đang chuẩn bị khởi động máy xe cuốc các bạn ơi. Đó. Đây cũng có thể lên xe này nghe các bạn. Ồ, đầy xe các bạn ơi, chuẩn bị chạy qua nha các bạn. Đây, cầm đối vô. Rồi chạy vô nha các bạn. Đây giờ chở đá đây rồi để chạy qua cái lúc nghe các bạn. Chạy xuống cái dốc. Đào một cát luôn các bạn ơi. Đây gác đang bao nghe các bạn. Ấy mạnh ghê rồi. Rồi bắt lấy luôn rồi. Xong luôn rồi, xong luôn rồi bạn ơi. Nguyên cái bánh luôn rồi. Xong rồi các bạn ơi. Nào, chỉ cần lúc rồi.
lý đó. Cát luôn các bạn ơi, quá nóng máy cầm nước vô đi ngoài cho nó nguội. Rồi máy chạy hết nổi, tắt máy luôn rồi các bạn ơi, mắc kẹt luôn rồi các bạn ơi. Vô kết thúc video luôn nha các bạn. Này đợi có bè lại kéo lên các bạn ơi. Kéo lên làm phi liệu luôn. Kéo lên bán phi liệu luôn. Đây quay lại coi nó nổ không. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi. Ngắt luôn rồi. Bay lắp luôn. Rồi chạy chiếc cái bè lại kéo lên bán phế liệu luôn các bạn ơi. Bơm hồi nữa lúc cái máy luôn nè. Bỏ luôn à. Bỏ luôn. 10 phút nữa là lúc cái máy luôn đó. Để rồi gán cái này qua được không các bạn. Rồi cứng cái bánh luôn rồi các bạn ơi, nãy giờ không chạy mà máy nó tắt, nãy giờ gán xuống cứng cái bánh luôn rồi. Được rồi, cô bé đang chờ lại kéo lên các bạn ơi. Đây chiếc xe 05 đang chạy lại cứu cái xe lên nha các bạn. Bây giờ kẹt cứng luôn rồi. Đây xe lại tới các bạn ơi. Đây rồi cứu dẫn được không các bạn. Cứu cái lần ra.
Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm qua.